Các bạn biết đấy, trong chúng ta hầu như đều biết rằng mỗi một cá thể con người sinh ra đều mang một mã gen đặc biệt và không bị trùng lặp với bất kỳ ai. Đó cũng chính là lý do vì sao mà chúng ta đều độc nhất vô nhị trên đời, không ai giống ai cả. Nhưng có một số trường hợp cơ thể khác thường đã nâng tầm độc nhất hiếm có khó tìm lên một tầm cao mới. Và chúng mình chắc chắn rằng bạn chưa từng nghe thấy tên họ bao giờ đâu. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu về những người sở hữu bộ phận thừa hiếm gặp nhất trên cơ thể để xem họ đã sống và sinh hoạt như thế nào với những dị tật khác thường ấy nhé. Những bộ phận thừa hiếm gặp nhất trên cơ thể người. Cậu bé với 31 ngón tay chân. Năm 2016, Hồng Hồng ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sinh ra với tổng cộng 31 ngón tay chân. Đặc biệt, cậu bé có 2 lòng bàn tay trên mỗi tay và không có ngón cái. Theo như admin tìm hiểu được, thì mẹ của em cũng mắc hội chứng nhiều ngón, cô có 6 ngón trên một bàn tay. Vì vậy, khi mang thai, cô đã đi kiểm tra kỹ càng tại nhiều bệnh viện ở thành phố Thâm Quyến vì sợ dị tật có thể di truyền cho con. Nhưng kết quả siêu âm trong nửa thai kỳ không phát hiện bất kỳ dị tật nào. Các bác sĩ chẩn đoán Hồng Hồng mắc polydactyly, chứng bẩm sinh gây dị tật thừa ngón tay và ngón chân, có thể xảy ra ở người hoặc một số loài động vật như chó, mèo. Theo Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe Atlanta cho biết, thì dị tật thừa ngón không phải bệnh hiếm gặp, có thể xảy ra ở 1 trên 1.000 trẻ. Thông thường, các ngón thừa sẽ được phẫu thuật cắt bỏ nhưng chi phí rất đắt. Bé trai có 3 cậu nhỏ. Đây chính xác là một trong những ca hy hữu nhất thế giới đấy các bạn. Mới đây thì một bé trai không rõ danh tính là người Kurd bản địa đến từ Iraq đã trở thành đứa trẻ đầu tiên trên thế giới có dị tật 3 dương vật kỳ lạ này. Được biết thì trong 3 dương vật trên người cậu bé chỉ có một chiếc hoạt động. Ban đầu thì cha mẹ đã đưa cậu bé đến bệnh viện vì cậu bị sưng tấy ở bìu, nhưng khi đến nơi, các bác sĩ nhận thấy cậu bé có 2 dương vật thừa, một dương vật có kích thước 2 cm nằm ở gốc dương vật chính, trong khi chiếc còn lại dài 1 cm nằm dưới bìu của cậu bé. Sau khi khám xong thì bác sĩ thấy rằng những chiếc dương vật thừa không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cơ thể của cậu bé, nó chỉ như một bộ phận thừa, vậy nên các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ nó. Để không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu bé sau này, và các bạn biết không, cứ 5 đến 6 triệu bé trai thì sẽ có một bé trai được sinh ra với nhiều hơn một dương vật đấy. Hàm răng có 232 chiếc. Ở tuổi trưởng thành, phần lớn ai cũng đều phải trải qua quá trình mọc răng khôn đau nhức. Nhưng trường hợp đau răng của cậu thanh niên người Ấn Độ Asikavai lại không phải do răng khôn, mà do hàng trăm chiếc răng lớn nhỏ khác nhau đang chèn chúc mọc trong hàm. Trong vòng 1 năm rưỡi, ở tuổi 17, Asikavai luôn cảm thấy đau nhức và phù nề ở xương hàm dưới bên phải. Cho đến khi các bác sĩ rạch lợi của Gavai ra, họ mới phát hiện hàng chục chiếc răng đủ kích thước từ lớn tới nhỏ. Sau ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ, nhóm các bác sĩ đã nhổ được tổng cộng 232 chiếc răng thừa ra khỏi miệng của Gavai. Được biết, 232 chiếc răng này có đủ kích thước từ hạt mù tạt cho tới viên đá cẩm thạch. Người đàn ông có nhiều ngón tay ngón chân nhất. Một người đàn ông Ấn Độ đã được tổ chức sách kỷ niệm Guinness trao tặng danh hiệu người đàn ông có nhiều ngón tay chân nhất khi sở hữu tổng cộng 28 ngón tay và chân. Devendra Sutha, 43 tuổi, sống tại Ấn Độ, đã bị mắc chứng bệnh có tên gọi là polydactyly, khiến Sutha bị thừa số ngón tay và ngón chân. Anh có 7 ngón trên mỗi bàn tay và 7 ngón trên mỗi bàn chân, trong đó 2 ngón chân của Sutha bị dính vào nhau. Việc thừa ngón của Sutha khiến tên tuổi của anh được nhiều người trong vùng biết đến. Nhiều người đã đến tận xưởng mộc làm việc của Sutha để tận mắt chứng kiến những bàn tay chân đặc biệt của anh. Dù vậy, Sutha cho biết anh không cảm thấy phiền vì sự chú ý của người xung quanh dành cho mình. Việc thừa ngón của Sutha khiến tên tuổi của anh được nhiều người trong vùng biết đến. Chàng trai mũi mọc trên trán. Một tai nạn giao thông đã ập đến bất thình lình, khiến một người đàn ông Trung Quốc có tên là Xiao Lian không còn sự lựa chọn nào khác là phải cấy một chiếc mũi mới ở trên trán nhằm thay thế chiếc mũi đã bị hỏng do những trùng bên trong đã ăn mòn sụn mũi của anh ấy. Thế là bỗng dưng Xiao Lian lại có thêm một chiếc mũi ở trên trán. Nhưng tất nhiên, để làm được điều này cũng phải kỳ công lắm đấy các bạn.
Các bác sĩ tại bệnh viện đã phải sử dụng các mô da giãn nở, cắt theo hình chiếc mũi và đặt lên trán của Xiaolen. Phần mô da này được hỗ trợ bởi phần sụn lấy từ xương sườn của chính anh này. Trông có vẻ giống hệt như một chiếc mũi thật đấy các bạn. Admin còn biết thêm là chiếc mũi này đã được cấy lên cánh tay của anh Xiaolen 3 tháng trước khi ghép vào khuôn mặt anh ta đấy. Khối u kinh hoàng, George Metcher hàng ngày vẫn luôn thắc mắc là vì sao lũ trẻ cứ nhìn thấy ông là lại khóc. Chúng sợ hãi và chạy ra xa mỗi khi nhìn thấy ông. Hóa ra trên mặt ông ấy là một khối u nặng tới 5,4 kg mà ai nhìn thấy cũng phải sốc não. Người đàn ông 56 tuổi này đã trải qua những năm tháng đầy tự ti và chán nản. Một mắt của ông thậm chí đã bị khối u tàn phá. Năm 11 tuổi, cậu bé Charles tội nghiệp bắt đầu phải chịu những cơn hành hạ khủng khiếp của một vết sẹo nhỏ dài 15cm trên mặt mà sau này phát triển dần thành các khối u. Các bác sĩ cho rằng đây là do sự rối loạn trong mạch máu và các mô thịt gây nên. George Metcher đã mang danh người đàn ông không mặt và bắt đầu được biết đến trên phạm vi toàn thế giới từ năm 2008. Cũng trong năm đó, các bác sĩ đã quyết định sẽ tìm cách cứu khuôn mặt của ông trở về bình thường. Phải tới đầu năm 2010, George mới chấp nhận phẫu thuật do bác sĩ Mackay Cannon thực hiện. Cuối năm 2012, ông đã dần hồi phục và cho đến tháng 1 năm 2013 mới lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng thực sự. Núm vú ở bàn chân. Một người phụ nữ trẻ ở Brazil khi tới gặp bác sĩ phát hiện núm vú thứ 3 đang phát triển dưới bàn chân của mình. Khi các bác sĩ kiểm tra chân của cô, họ ngạc nhiên nhận ra rằng có một núm vú có cuồng hồng và vài cọng lông bao quanh ở dưới gan bàn chân. Và đây chính là trường hợp đầu tiên có mô ngực thừa dưới bàn chân như vậy. Đây dường như là một dị tật bẩm sinh mà rất ít người có. Mặc dù nó không hề gây ra bất cứ trở ngại nào cho cuộc sống, nhưng mô núm ấy có thể mọc ở tất cả những chỗ khác trên cơ thể như lưng, vai, mặt, eo hoặc bắp đùi nữa đấy. Và trên thế giới có một số ngôi sao nổi tiếng cũng thừa nhận họ có những mô ngực này như diễn viên Mark Wahlberg và ca sĩ Lily Allen. Cô bé có 4 tay và 4 chân. Nếu như ở Việt Nam khi em bé được sinh ra với 4 tay và 4 chân sẽ được phẫu thuật để đưa em bé về tình trạng bình thường nhất, thì ở Ấn Độ có một cô bé kỳ lạ, sinh ra đã có 4 tay và 4 chân. Tuy dị dạng nhưng cô bé có tên là Lakshmi Tadma này lại không bị xa lánh ghét bỏ mà lại được tôn sùng. Lý do là bởi cô bé được coi là chuyển kiếp của vị thần Ấn Độ Vishnu và tên của cô bé này được đặt theo tên của nữ thần Lakshmi, nữ thần giàu có và may mắn, đồng thời cũng là vợ của thần Vishnu. Được tôn sùng là thế, nhưng theo lý giải của khoa học, hình dạng cơ thể kỳ dị của Lakshmi là do thai sinh đôi không hoàn chỉnh dính liền dưới xương chậu gây nên. Lúc nhỏ không ảnh hưởng lớn, nhưng càng trưởng thành, Lakshmi sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phát sinh. Chính vì vậy, dù được mọi người tôn thờ như nữ thần, thế nhưng cha mẹ của Lakshmi vẫn một lòng mong muốn cô bé được phẫu thuật cắt bỏ bớt chân tay để trở thành một bé gái bình thường, có thể đi học, đi chơi, trưởng thành mà không gặp bất cứ ánh mắt khác lạ nào. Và phép màu đã xảy ra khi qua một cuộc phẫu thuật lên tới 24 tiếng, cô bé đã có một cơ thể bình thường như bao em bé khác. Cô bé hai đầu. Manna Maget là một cô bé người Ai Cập, khi sinh ra vào năm 2004 đã trở thành trung tâm chú ý của giới truyền thông trong và ngoài nước khi mắc một chứng bệnh hiếm gặp có tên là Craniopagus Parasiticus, một dạng sinh đôi dính liền ở đầu và người anh chị em còn lại không phát triển hoàn toàn trong bụng mẹ, sau khi sinh ra sẽ trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào người còn lại. Người chị em sinh đôi của Manna không có tay chân và chỉ có thể mỉm cười, nháy mắt và khóc, nhưng không thể hoạt động được độc lập do không được kết nối với bất kỳ cơ quan nội tạng nào. Sau khi sức khỏe của Manna bắt đầu suy yếu vào tháng 2 năm 2005, cô đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài tới 13 giờ ở Benha, Ai Cập để loại bỏ cặp song sinh của mình. Ca phẫu thuật thành công, nhưng người chị em song sinh của cô đã chết ngay sau đó vì không tự sản sinh máu nuôi cơ thể. Một năm sau đó, Manna đã chết vì nhiễm trùng não nặng do biến chứng phẫu thuật. Vừa rồi là những bộ phận thừa hiếm gặp nhất trên cơ thể, người mà admin không tin vào mắt mình khi nhìn thấy. Đâu là nhân vật làm bạn cảm thấy đáng kinh ngạc và khó tin nhất? Hãy comment lại ngay xuống phần bình luận cho admin biết với nhé! Đừng quên subscribe kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất của chúng mình! Stupid space cuffs. Ha ha ha!